Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình làm video này để chia sẻ với các bạn một cái dự án đầu tư. Và nếu như các bạn biết tới dự án này càng sớm thì tương lai không xa, dự án này sẽ cho các bạn rất là nhiều tài chính. Và dự án này chính xác là gì? Nó có tên là đồng tiền ảo Pi. Và tại sao nó lại là một đồng tiền ảo và đồng tiền ảo này từ đâu ra? Thì nó là một dự án của những tiến sĩ. Và những người sáng lập này hiện là những tiến sĩ tại trường đại học Stanford. Và trường đại học Stanford là một trường đại học rất là danh giá, và những người này đang là tiến sĩ dạy học tại đó. Đồng Pi này ra đời để giúp thế giới lưu thông hàng hóa tốt hơn, và chắc chắn cái tầm nhìn của thế giới những năm tiếp theo là nó sẽ được sử dụng đồng tiền ảo thay cho những đồng tiền tệ hiện tại. Tại vì những đồng tiền tệ hiện tại có rất là nhiều khó khăn mà nó không thể giải quyết được về những việc lưu hành giữa các quốc gia với nhau, thì đồng tiền ảo hoàn toàn có thể thay thế được việc đó. Thì minh chứng rõ ràng nhất đó là đồng Bitcoin. Đồng Bitcoin là hiện bây giờ đang là một ông trùm của thế giới tiền ảo. Thì nhắc tới Bitcoin nhá, chúng ta phải nhắc tới những năm 2008. Thì đồng Bitcoin này lần đầu tiên được ra mắt, thì những người nhìn vào đồng Bitcoin này coi như là một cái trò hề, một cái trò của những người IT rảnh rỗi không có việc gì làm. Và đỉnh điểm là tháng 12 năm 2007 thì một đồng Bitcoin có giá khoảng 20.000 đô la và nó vào khoảng 460 triệu tiền Việt Nam. Thì đó là một cái minh chứng để thể hiện cái tầm quan trọng của đồng tiền ảo ở trong tương lai. Thì vậy tại sao mình lại muốn giới thiệu đồng Pi này tới mọi người? Thì đồng Pi này đang ở giai đoạn thứ nhất. Thì nó ra mắt vào ngày 14 tháng 3 và mới tới đây khoảng vài tháng à. Và nó đang trong giai đoạn khai thác, giai đoạn tạo nên. Thì mình là những người tiên phong đi đầu, mình là những người khai thác ra đồng Pi này và tạo nên nó, cho tới một khi đồng Pi này chính thức lên sàn giao dịch và nó có giá trị thực tế, thì chúng ta có thể quy đổi nó trở thành tiền tệ, hoặc có thể dùng cái đồng Pi này mua những cái hàng hóa ở khắp thế giới. Thì lúc đó cái dự án này thành công, chúng ta sẽ có rất là nhiều tiền từ cái đồng Pi này mà ngay bây giờ chúng ta có thể thực hiện nó. Thì chúng ta đầu tư vào cái đồng này như thế nào? Ở đây tôi sẽ có hướng dẫn cho các bạn xíu nữa, sẽ có hướng dẫn. Và tôi nói luôn là chúng ta đầu tư vào đây không mất một cái khoản phí nào cả, và mất rất là ít thời gian và công sức, và việc chúng ta chỉ việc chờ thôi. Không giống như đồng Bitcoin thì mất rất là nhiều hiệu suất của máy, còn như đồng này thì chúng ta có thể khai thác ngay trên điện thoại chúng ta, và khi chúng ta tắt mạng, tắt 3G, tắt ứng dụng, nó vẫn có thể tự động khai thác. Tại vì cái hình thức khai thác của cái này khác đồng Bitcoin hoàn toàn, và đây là điểm mạnh của đồng Pi. Và chúng ta là một trong những người tiên phong, những người đi đầu để biết tới cái đồng Pi này. Và bây giờ trên thế giới có khoảng 200.000 người đang khai thác nó thôi. Và dự đoán là cứ 1 triệu người khai thác thì tốc độ khai thác sẽ giảm đi một nửa. Và chúng ta đang nằm trong một trong những người tiên phong, là tốc độ khai thác vẫn đang rất là cao. Đây cái dấu sấm sét của tôi đây là khoảng 1,37 Pi trên 1 giờ. Thì tất nhiên không phải là chúng ta đăng ký là có ngay cái tốc độ này đâu, tôi phải chia sẻ rất là nhiều. Thì đây tôi sẽ bật cho các bạn một bức hình mà tôi chụp buổi sáng nay. Thì đây là một cái thông điệp những founder gửi tới chúng ta. Thì bây giờ nó gửi một cái thông điệp khác rồi. Cái thông điệp này là thông điệp mới rồi. Tôi sẽ cho các bạn xem cái thông điệp cũ. Thì đây là bức hình tôi chụp vào lúc 8:28. Thì các bạn có thể thấy cái dòng phía dưới này là một cái dòng thông điệp. Thì tôi tạm dịch nó ra có nghĩa là khai thác với tốc độ cao hơn khi bạn có thể. Tốc độ khai thác sẽ giảm đi một nửa khi Pi đạt 1 triệu người tham gia tiên phong. Và đừng bỏ lỡ, chúng ta vẫn còn rất là sớm. Thì cái thông điệp này có nghĩa là những cái folder này gửi tới chúng ta, nói là chúng ta là những người tiên phong, là những người rất là có lợi khi biết tới cái đồng Pi này rất là sớm. Và trên đây là có một cái sơ đồ. Cứ 1 triệu người là 0,8 Pi một giờ, nó sẽ giảm xuống 0,4 Pi một giờ. Và khi có 10 triệu người tham gia thì nó sẽ giảm xuống còn 0,2 Pi. 100 triệu người nó chỉ còn 0,1 Pi thôi. Và bây giờ hiện tại là chỉ có hơn 100 người, 200.000 người, mình nói nhầm, hơn 200.000 người tham gia thôi. Và nếu bây giờ chúng ta có hứng thú với cái dự án khởi nghiệp này, chúng ta muốn kiếm thêm thật là nhiều tiền trong tương lai khi mà đồng Pi này chính thức hoạt động, thì sau đây tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách đăng ký nó rất là dễ thôi. Và tôi sẽ chuyển qua một cái video khác, rồi các bạn chờ một tí xíu. Thì sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn đăng ký một tài khoản Pi Network. Nếu chúng ta sử dụng Android, chúng ta mở CH Play lên.
Và nếu chúng ta sử dụng iPhone thì chúng ta mở App Store và tìm kiếm tương tự như nhau. Mình sẽ tìm kiếm cụm từ Pi Network, hay nó ở dòng thứ hai nha các bạn. Và biểu tượng của Pi Network là cái một hình Pi màu vàng và ở ngoài là màu tím. Thì sau khi kịp tìm thấy rồi, chúng ta tiến hành cài đặt. Chúng ta chờ một xíu để máy tự động cài đặt. Và khi cài đặt xong thì các bạn mở ứng dụng lên để chúng ta bắt đầu tiến hành quá trình đăng ký. Chúng ta mở ứng dụng lên. Đây, khi ứng dụng được mở lên thì sẽ có hai phần để mình lựa chọn. Chúng ta tiếp tục bằng Facebook hoặc là tiếp tục bằng số điện thoại. Thì ở đây mình sẽ chọn Facebook. Facebook sẽ liên kết rất là nhanh và tiện lợi. Rồi nó sẽ có một cái đường link để chúng ta tiếp tục với Facebook. Vâng, vậy là mình đã đăng nhập thành công. Bây giờ chúng ta tiến hành đăng ký. Thì ở đây các bạn, hai cái dòng đầu tiên các bạn sẽ nhập tên của mình vào, first name và last name. Riêng ở cái dòng thứ ba này thì nó sẽ là một cái dòng code mình tự nhập vào, để sau này mà mình sẽ dùng cái dòng code này để chia sẻ cho những người mà muốn tìm tới cái ứng dụng này. Thì ở đây mình chọn một cái tên gì đó nó dễ hiểu, dễ đọc. Mình sẽ chọn là tên. Và xong rồi mình nhấn Submit. Và sau khi nhấn thì nó sẽ hiện lên một cái captcha để xác nhận mình không phải là người máy. Ở đây mình chọn theo nó yêu cầu thôi và xác minh. Rồi, xong quá trình này thì mình sẽ được vào. Ở đây là nó sẽ hỏi là ai là người chia sẻ bạn tới cái ứng dụng này. Thì ở đây mình sẽ nhập cái mã code của mình vào nha, đăng ký luôn. Rồi chúng ta vào, thì các bạn sẽ làm theo những cái mà ứng dụng hướng dẫn. Đây, ở đây các bạn nhìn phía trên thì mình sẽ có sẵn một Pi. Thì mình nhập mã giới thiệu vào có sẵn một Pi luôn. Rồi như vậy là chúng ta đã đăng ký thành công. Chúng ta ra ngoài và các bạn thấy một cái biểu tượng hình sấm sét màu xanh không? Đó là chính là cái biểu tượng mà nó cho thấy khi mà nó phát lên màu xanh là chúng ta đang bắt đầu khai thác. Và cái số Pi ở trên đang chạy từ từ. Và khi một ngày 24 giờ nó sẽ tắt một lần và chúng ta sẽ lên và bấm lại. Một ngày chỉ lên bấm một lần là chúng ta để như vậy nó chạy nguyên ngày luôn. Rồi, như vậy là mình đã xong.